Chuối. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đời đời nhớ các liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì Tổ quốc, để tưởng nhớ các đồng chí đồng đội của chúng ta không may mắc bệnh hiểm nghèo. Xin mời các đồng chí dành một phút quan niệm. Phút quan niệm bắt đầu. Xin mời đồng chí an toàn.